Ở một góc khác trong căn nhà nhỏ ở thành nội Huế, có một người phụ nữ năm nay đã gần 90 tuổi nhưng vẫn luôn hào hứng khi nói về câu chuyện lịch sử cách mạng. Bà là Trương Thị Dung hay còn có bí danh là Trương Thị Một, người đã một đời tận hiến cho cách mạng. Hôm nay, Đảng ủy, chính quyền và đoàn thể phường Đông Ba, thành phố Huế lại đến thăm bà Dung. Cứ những dịp thế này, mọi người lại được nghe bà kể những câu chuyện về ngày đầu đến với cách mạng. Khi mới 12 tuổi, bà đã xung phong tham gia đội thiếu nhi cứu quốc quá trình hoạt động. Bà Dung là tấm gương mẫu mực về người cộng sản kiên trung, kiên quyết đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc. Sông Lan là có một cái đồn của giặc ở bên sau. Cho nên là cái số mà thanh niên du kích ấy, là thanh niên họ đi. Họ đi họ làm với có hai cái vùng. Một cái vùng móng cỏ giặc thì anh em mà xuống. Chúng tôi nên là cố gắng nắm được giặc để báo cho bộ đội. Từ năm 1948 cho đến khi cô nghỉ hưu là một chuỗi hoạt động giúp cho thế hệ trẻ của địa phương phát huy được cái tinh thần cách mạng, chủ nghĩa yêu nước. Ít ai biết, bà Dung cũng là mẹ vợ của ông William F. Pepper, người đã có công đưa những tài liệu phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ tại Việt Nam cho công chúng Mỹ lúc bấy giờ được hiểu rõ. Nữa là mừng, quá mừng. Thì không nghĩ đến cái chuyện mà hắn tham gia, mà hắn phát huy được. Cái điều đó là cái điều mà mình mừng nhất. Trong những ngày tháng tư lịch sử, những câu chuyện, những hình ảnh về bà Dung lại hiện lên mộc mạc. Ở đó có chiến tranh, nhưng cũng thấm đẫm tinh thần yêu nước, đoàn kết chống lại cuộc chiến phi nghĩa như câu chuyện của bà Dung và ông Pepper.